Những yếu tố tiên quyết trong việc đưa ra quyết định mua bất động sản trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh yếu tố vị trí địa lý, tính pháp lý hay tiện ích, thì khách hàng đặt rất nhiều sự quan tâm đến việc liệu thời hạn bàn giao của căn hộ là bao giờ. Mặc dù việc đặt cọc để mua chung cư ngay từ giai đoạn đầu mới khởi công hoặc đợi 2-3 năm để chuyển vào ở đã dần trở nên phổ biến, tuy nhiên, nhiều khách hàng có nhu cầu ở thực hay những nhà đầu tư thích sự chắc chắn vẫn hướng đến những dự án sắp bàn giao để rút ngắn thời gian thu hồi vốn và nhanh chóng sinh lời từ hoạt động cho thuê. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu lý do vì sao các dự án sẵn sàng bàn giao tại Hà Nội lại được khách hàng ưu ái nhiều đến như vậy và đâu là những dự án chất lượng đáng để sở hữu cho mục đích sinh sống lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, trong một cuộc khảo sát gần đây của chúng tôi đối với các nhân viên kinh doanh bất động sản thì trong những khách hàng là người có nhu cầu mua nhà ở thực, khi tìm đến họ thì có đến 70% là ưa chuộng và có xu hướng muốn sở hữu các căn hộ đã sẵn sàng bàn giao hơn là các dự án mới bắt đầu mở bán. Lý giải cho điều này, nhiều chuyên gia cho rằng đa phần người Việt xưa nay vẫn chuộng tâm lý, ăn chắc, mặc bền, coi nhà cửa là tài sản lớn, cần tìm hiểu kỹ lưỡng. Do đó, người mua thường ưu tiên những dự án căn hộ đã xây hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao để có thể thấy tận mắt, sờ tận tay chất lượng dự án, trải nghiệm trước tiện ích và không gian sống tương lai để có sự an tâm cho món tài sản lớn cũng như là nơi an cư dài hạn. Đa số các dự án bất động sản đang được chào bán trên thị trường đều mới ở giai đoạn xuống móng sau nhiều vụ lùm xùm về việc mua nhà trên giấy mà người mua phải gánh chịu những trái đắng khi đặt niềm tin nhầm vào những dự án treo, chất lượng công trình không tốt, sản phẩm không giống với quảng cáo hoặc chủ đầu tư thất hẹn, thì từ đó họ đang có xu hướng cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn dự án cũng như lựa chọn chủ đầu tư để trao vàng. Ngoài ra, cũng theo phân tích, những người càng có nhu cầu thực sự bức thiết về nhà ở thì sẵn sàng mua nhà, có thể bàn giao sớm, mặc dù những căn hộ ở những dự án đang nhận giữ chỗ hoặc sắp mở bán cùng phân khúc thì có giá thấp hơn một chút hoặc có nhiều ưu đãi hơn. Đấy là bởi so với việc đặt cọc rồi phải mòn mỏi chờ đợi những 2-3 năm sau mới có nhà để ở thì việc được bàn giao chìa khóa ngay chỉ sau vài tháng giúp người mua tiết kiệm được một khoản chi phí lớn thuê nhà mỗi tháng. Theo thống kê, hiện nay giá cho thuê các căn hộ dành cho gia đình ở Hà Nội có giá từ 5 triệu đồng trở lên. Nếu mua nhà có thể ở ngay, như vậy tổng số tiền tiết kiệm của các cặp vợ chồng cũng lên tới hàng trăm triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, để nắm rõ tâm tư của những người có nhu cầu mua nhà ở thực, chúng tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn với nhiều đối tượng khách hàng để có một cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này. Gia đình tôi là vợ chồng trẻ, bố mẹ hai bên đều ở quê nên là việc lựa chọn một căn hộ tốt để ổn định cuộc sống là cũng có nhu cầu. Và tất nhiên là với những yếu tố về tiện ích hay là vị trí thì cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên là với những cái căn hộ sắp bàn giao thì có chất lượng công trình ổn và tính pháp lý rõ ràng thì hai vợ chồng cũng muốn thử xem nó có giống như quảng cáo hay không. Hiện tại giá đi thuê nhà rất đắt và gây khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt của hai vợ chồng mình. Hai vợ chồng em đang tìm một căn hộ chung cư. Ngoài những cái yếu tố như là tiện ích, giao thông và an ninh ở xung quanh thì em rất là quan tâm đến những dự án mà sắp bàn giao. Mặc dù là giá đắt hơn một tí so với những cái dự án mà mới khởi công nhưng mà được cái là sẽ không phải chờ đợi và có thể vào ở luôn. Trước đây thì tôi là một người đầu tư chứng khoán, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại do ảnh hưởng của dịch khá là nặng nề nên tôi cần phải tìm một kênh đầu tư an toàn và hiệu quả hơn thì bất động sản đang là lựa chọn hàng đầu của tôi. Tuy nhiên thì tôi cần phải tìm một cái dự án nó đã hoàn thiện và có thể bàn giao được rồi để tôi có thể nhanh chóng thu hồi vốn từ cái cho thuê của dự án. Tính đến tháng 2 năm 2020 thì Hà Nội có gần 224.000 căn hộ chung cư ở tất cả các phân khúc, trong khi dân số đang là hơn 8 triệu người. Như vậy là trong 1.000 người thì chỉ có gần 17 căn hộ được bán ra trên thị trường và số căn hộ sẵn sàng bàn giao trong số này lại càng thấp hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhắm trúng tâm lý và nhu cầu mong muốn được mua nhà hoàn thiện của khách hàng, hiện tại trên địa bàn Hà Nội có một số dự án đã đảm bảo về mặt thi công xây dựng và bước vào giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao trong năm nay, cụ thể như sau. Đối với dự án thấp tầng Shophouse Bình Minh Gardens với mức giá từ 100 đến 120 triệu đồng một mét vuông, được dự kiến bàn giao trong quý 2 năm 2020. Dự án The Manor Zone 1 với mức giá từ 225 triệu đồng một mét vuông đang bàn giao dần dần từ giờ đến tháng 6 năm 2020. Dự án The Mansion Park City, ngoài một số dãy đang bàn giao thì các căn khác được dự kiến sẽ bàn giao trong tháng 11 năm 2020. Dự án Khai Sơn Town với mức giá từ 90 triệu đồng một mét vuông và Khai Sơn Hill với mức giá từ 170 triệu đồng một mét vuông đang sẵn sàng bàn giao đến khách hàng. Đối với các dự án cao tầng thì số lượng căn hộ sẵn sàng bàn giao nhiều hơn, đa dạng phân khúc hơn. Với các dự án đang sẵn sàng bàn giao bao gồm Arrowindow River Park với mức giá 18,6 triệu đồng một mét vuông, The Zen với mức giá 30,5 triệu đồng một mét vuông. Ngoài ra có thêm một số dự án sẽ bàn giao vào cuối năm như sau: King Palace với mức giá từ 40 đến 50 triệu đồng một mét vuông,
Việt Đức Complex với mức giá từ 29 triệu đồng một mét vuông. Quý vị thân mến, là một dự án đang sẵn sàng bàn giao và tọa lạc tại vị trí vô cùng đẹp trên đường Phạm Văn Đồng, Epix Home hiện đang là một trong những dự án nhận được nhiều sự quan tâm của các khách hàng đang đi tìm kiếm một nơi an cư lạc nghiệp. Ngày hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay anh Hà Trọng Kiên, giám đốc kinh doanh siêu thị S4, là chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản. Anh Kiên sẽ đưa ra một số chia sẻ vì sao căn hộ sẵn sàng bàn giao luôn cháy hàng. Xin mời anh. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Hà Trọng Kiên, giám đốc kinh doanh của Senen, đơn vị S4. Hôm nay tôi có mặt ở đây để chia sẻ cùng quý vị khán giả về một cái chủ đề khá là nổi bật và khá là thú vị của năm 2020. Đó chính là chủ đề về dự án bất động sản đã hoàn thành và đang được bàn giao. Như quý vị khán giả đã biết, thực tế nếu mà chia dự án bất động sản theo mốc và thời gian hoàn thành, chúng ta sẽ có hai loại hình chính. Loại thứ nhất chính là dự án đang được triển khai xây dựng và chúng ta hay gọi đó là chính là dự án bất động sản được hình thành trong tương lai. Loại thứ hai chính là loại dự án chúng ta đang đề cập đến ở đây, đó chính là dự án bất động sản đã hoàn thành và đang được bàn giao. Vậy thì với mỗi loại hình dự án bất động sản này thì chúng ta có những ưu được nhược điểm gì, và thực tế là khách hàng có những lợi thế gì và khách hàng được những hưởng lợi gì về từng dự án này. Với loại hình thứ nhất thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà khách hàng tiếp cận dự án bất động sản đang được xây dựng bàn giao thì thực tế khách hàng gặp quá nhiều vấn đề, khách hàng lo lắng quá nhiều vấn đề, ví dụ như về pháp lý, về tiến độ bàn giao, về năng lực của chủ đầu tư, đúng không, về chất lượng công trình. Và với loại hình này thì thực tế là sale bất động sản thường là sẽ mất rất nhiều thời gian và cần rất nhiều kỹ năng, kiến thức cũng như là cái việc mà cung cấp đầy đủ thông tin để làm sao khách hàng có thể yên tâm, có thể ra quyết định ngay. Còn với loại hình thứ hai là loại hình chúng ta đang đề cập ở đây thì thực tế là với loại hình này thì khách hàng gần như tất cả mối lo lắng của khách hàng chúng ta đã được triệt tiêu hoàn toàn, bởi vì thực tế khách hàng đã được kiểm nghiệm, kiểm định và khách hàng có thể được trải nghiệm thực tế về dự án tại thời điểm đó. Khách hàng có thể kiểm định về chất lượng, về sản phẩm, ví dụ như là về nội thất, đúng không? Và khách hàng có thể kiểm định về cái không gian, cái môi trường sống xung quanh thông qua cái việc tiếp cận trực tiếp. Thực tế cho thấy với những dự án đã được bàn giao như thế này thì thực tế khách hàng khi đến dự án này, khách hàng hoàn toàn có thể được cảm nhận được về chất lượng, về dịch vụ, đúng không, về cảm nhận được về không gian sống, và hoàn toàn tất cả cái mối lo lắng của khách hàng đã hoàn toàn đã bị triệt tiêu. Và năm 2020 này là có một cái điểm rất đặc thù, đó chính là cái việc cái gói hỗ trợ tài chính mà ngày trước đó chỉ dành cho tất cả các dự án đang triển khai xây dựng thì hoàn toàn lại được áp dụng lại cho những dự án đã hoàn thành vào năm 2020. Ví dụ đơn thuần, đơn cử chúng ta thấy là tất cả dự án đang được bàn giao tại thời điểm này, khi trong giỏ hàng chúng tôi có mà lát nữa tôi sẽ cung cấp vào sau đây, thì các vị quý vị sẽ thấy là với những gói tài chính hỗ trợ 0%, chúng tôi hoàn toàn có thể là áp dụng cho những dự án đã bàn giao và đang được bàn giao, có thể lên đến 12 tháng, 18 tháng, thậm chí là có thể là 24 tháng. Và đặc thù có những dự án thấp tầng chúng tôi có thể hỗ trợ đến cái mức là đạt đến mức thời gian tối đa của tầm 30 tháng. Tôi có thể lấy một ví dụ đơn cử về một cái ví dụ về một dự án là khá thú vị của năm 2020, đó chính là dự án Epic Home. Một dự án này là chính là cái dự án đặc thù mà có thể hiện hết cái bản chất, đó là cái việc mà khách hàng khi mà đến dự án này là cảm nhận được hết tất cả mọi vấn đề. Khách hàng dự án này thì khi khách hàng đến thì khách hàng sẽ cảm nhận được luôn là nằm trong một khu đô thị thành phố giao lưu, nó giờ tầm 100 hecta và nó có đầy đủ kết nối hạ tầng về giao thông, về tiện ích, về tất cả mọi thứ xung quanh. Mặc dù dự án này nó chỉ chiếm diện tích xây dựng giờ tầm 50% trên tổng số là 4,5 hecta thôi, nhưng quý vị đến các quý vị sẽ cảm nhận được thấy là tại dự án này thì không phải các căn hộ của Epic Home, nó không đơn thuần chính là cái việc mà một cái mô hình nhà đất mà áp dụng lên trên một cái căn hộ chung cư nữa, mà quý vị sẽ thấy là gần như nó tích hợp được tất cả mọi cái tiện ích và cái công năng có thể phục vụ được tất cả mọi nhu cầu sống của cư dân tại dự án này, kể cả là ở thế hệ lớn tuổi, thế hệ trẻ cũng như là người già. Các bạn sẽ thấy là tất cả cái landscape cảnh quan xung quanh được tận dụng một cách tối ưu, một cực kỳ khoa học để làm sao mà có không gian này, có chỗ đi dạo này, có thể là có phân khu được cho trẻ em, có cho người lớn và cho người già. Và với một cái phạm vi nó quy mô nó cũng không phải là lớn quá, nhưng rõ ràng trong đó thì các bạn sẽ thấy là tất cả các tiện ích ví dụ như là gym, bể bơi và spa được tích hợp ở trên tầng 2. Chưa kể chúng ta thấy ở dự án Epic Home này có một cái lợi thế cực kỳ lớn, đó chính là cái việc mà kết nối hạ tầng. Tại khu đô thị thành phố giao lưu này thì cách dự án Epic Home chúng ta có 150m thôi. Chính là cái hồ điều hòa nó tạo một cái không gian, một cảnh quan xung quanh cực kỳ là thoáng và tạo một cái môi trường sống cực kỳ là tốt cho cư dân ở tại nơi đây. Nó rơi vào tầm 16 hecta và xung quanh đó là hệ thống đường cây xanh, đường dạo bộ và đã được đi vào sử dụng. Và các bạn sẽ thấy là ví dụ vào các bạn đến thăm dự án vào đầu ngày, đầu buổi sáng hoặc là cuối buổi chiều, các bạn sẽ thấy là cái không gian đây thực sự là tuyệt vời. Tất cả thế hệ ví dụ như người già, người trung tuổi, trẻ em có thể tập thể dục, có thể chơi cờ, chơi đá bóng ở những thảm cỏ đấy, các bạn sẽ thấy rất tuyệt vời. Chưa kể chúng ta có thể thấy là Epic Home nó kết nối với hệ thống tiện ích
cực kỳ tốt. Đó chính là cái việc là cách ngay sau lưng Epic Home chỉ có tầm 200m thôi, các bạn sẽ thấy là hệ thống metro. Check sang bên đó một chút nữa thôi, khoảng 100m nữa thì các bạn sẽ thấy là kết nối với lại Vincom Plaza, và chưa kể có thể tận dụng được cái không gian, cái môi trường mở của chính dự án An Bình City, chính là cái quảng trường Nhạc Nước, khá là đẹp và khá là rộng. Như vậy thì ngoài cái việc cái hạ tầng kết nối và cái chất lượng của Epic Home rất là tốt ra, thì chúng ta còn thấy là cái đặc thù mà tôi nói ở phần trước chính là cái phần khá đặc thù của năm 2020, đó chính là cái việc gói hỗ trợ tài chính cho tất cả dự án đã được bàn giao. Với Epic Home này thì tại thời điểm này, khi khách hàng ký hợp đồng và được hỗ trợ vay gói đến được hỗ trợ tài chính đến mức 65%, thì khách hàng vẫn đang được hưởng gói hỗ trợ lãi suất 0% đến 12 tháng. Đồng nghĩa có nghĩa là khách hàng khi nhận bàn giao căn hộ về ở, và khách hàng hoàn toàn vẫn không phải lo lắng về một chút gì về tài chính, về vốn, về gốc, về lãi trong vòng 12 tháng. Sau đó 12 tháng chúng ta mới có thể là phải lo lắng quá nhiều vấn đề. Với tính toán về vấn đề là chúng ta phải trả lãi trả gốc như thế nào. Thậm chí trong vòng 12 tháng này, khách hàng có thể thỏa thuận với phía ngân hàng để có thể tự xây dựng cho mình một cái gói trả gốc trong vòng 12 tháng. Đó là những cái đặc thù mà của dự án bất động sản của năm 2020 với những dự án bất động sản đang được bàn giao, đã bàn giao và đang được bàn giao, thì nó thể hiện hết ở Epic về chất lượng công trình này, đúng, về cảnh quan, về hạ tầng và những cái hỗ trợ về tài chính, cũng như là cái việc ưu đãi của chủ đầu tư cũng như đơn vị phân phối dành cho tất cả các dự án này. Đó, trên đó là tôi đã trình bày qua về tất cả những cái lợi thế và những cái ưu nhược điểm của dự án bất động sản đã được bàn giao. Như trên đây, tôi đã cung cấp một số cái thông tin khá thú vị về sản phẩm đang được bàn giao tại Hà Nội tại thời điểm này. Thông tin chi tiết về sản phẩm, thông tin về giỏ hàng, số lượng giỏ hàng, và cũng như là một số những cái ưu đãi đặc thù với những loại hình sản phẩm này như thế nào. Và tất cả mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và giỏ hàng của chúng tôi ra sao thì quý vị có thể tham khảo chi tiết tại senhome.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin được cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của anh Kiên. Kính thưa quý vị, chọn mua nhà chưa bao giờ là một việc đơn giản. Lời khuyên của chúng tôi đó chính là để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất thì quý vị nên lựa chọn mua căn hộ đã hoặc chuẩn bị xây xong. Đây là một trong những lựa chọn tối ưu cho những người thực sự muốn tìm một nơi sinh sống lâu dài. Ngoài ra, những yếu tố như chủ đầu tư uy tín hay vị trí dự án cũng như tiềm năng tăng giá trong tương lai cũng là điều đáng để xem xét. Bản tin bất động sản Senhome với chủ đề Vì sao căn hộ sẵn sàng bàn giao luôn cháy hàng xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lúc 9 giờ sáng ngày mai trên fanpage senhome.vn. Mời quý vị chú ý theo dõi, và Khiếu Tú xin kính chào và hẹn gặp lại.